thi giai điệu Tuổi Hồng, chúng em mang tới hội thi một chương trình nghệ thuật với chủ đề Hát lên Tuổi Hồng ơi. Tình yêu quê hương đất nước được nở hoa tiết trái qua những bài học dưới mái trường thân yêu của chúng em, để đóng góp một phần công lao nhỏ bé của mình xây dựng một nước Việt Nam hùng mạnh, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như lời Bác Hồ hằng có buồn. Và sau đây chương trình xin phép được bắt đầu. Mở đầu chương trình là hợp xướng Ca ngợi Tổ quốc sáng tác Hoàng Văn và Tổ quốc yêu thương sáng tác Trương Quang Lục, chỉ huy bạn Tiến Nhi.